Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Xe Máy Thành Tâm nha. Hôm nay thì mình cũng đang có mặt ở cửa hàng 1 nữa nè. Mình sẽ vào nhờ một bạn sale quay và báo giá dòng xe XH cho các bạn xem nha. Để mình vào mình tìm một bạn sale báo giá cho các bạn. À, ở đây có chị Thư đang ở phía trước xem xe nè. Chị Thư ơi, có nhiều khán giả hỏi mình về giá xe của dòng XH á. Hello, chị đang... chào Long và chào quý vị khán giả nha. Thì mọi người thắc mắc về những dòng XH đang có ở tiệm của Thư hiện nay, thì hôm nay Thư sẽ dẫn mọi người đi một vòng tham khảo những mẫu xe và giới thiệu cho mọi người những cái phân khúc giá. Và phân khúc giá cực kỳ là dễ mua nha quý vị. Từ 78, 80, 85, 90 tới 100 mấy cũng vẫn có luôn nha. Bây giờ thì Thư sẽ giới thiệu chi tiết từ mẫu xe cho mọi người nha. Thì trước tiên đây là mẫu XH 150 Việt Nam mẫu Ý, người ta hay gọi là hàng bát cục nha mọi người. Thì em này là đời 2013, hồ sơ phố thì giá hiện tại là 128 triệu. Kế bên đây là cái form 2019, là em này là 125c, thắng ABS thì giá là 87 triệu nha. Kế bên đây là mẫu mới nhất hiện tại là 2020, thì em này là 150 ABS, giá của nó là 104 triệu ha. Tiếp bên đây cũng là mẫu mới luôn, nhưng mà là cuối đời 2019, nó là form 2020 nha mọi người. Đăng ký cuối đời 2019 cho nên là để đời 2019, thì cái này là 125c, CBS, thắng CBS cho nên là giá hiện tại là rẻ nhất là 80 triệu. Kế bên đây cũng là một cái form mới luôn, form 2020 thì 150 ABS, giá 104 triệu. Bây giờ theo Thư tiếp xuống cái dòng dưới này nha. Đây cái em trong cùng 2019 thì 125c CBS thì giá của nó là 83 triệu. Kế bên đây là một cái form xe 2020, cái này là 150 ABS thì giá là 104 triệu đó các bạn nha. Tiếp bên đây là mẫu XH 2020, giá là 85 triệu, 125c thắng ABS nha mọi người. Ở bên đây là 2018, 125c ABS là 85 triệu. Tiếp bên đây là, đây nhìn như là các bạn đã biết rồi, thì đây là em XH Ý 125c 2011, giá của em nó là 122 triệu nha. Tiếp xuống cái dòng này thì hiện tại ở bên cửa hàng này là cửa hàng 1 thì trưng một số mẫu XH thôi, thì còn cửa hàng 2 thì Thư sẽ giới thiệu cho mọi người thêm một số mẫu ở bên đó tiếp tục nữa. Thì ở dưới này là còn một em màu xám bạc 125c CBS, giá của nó là 118. Không, ồ, xin lỗi nha, giá là 78 triệu thôi, 2018 78 triệu thôi nha mọi người. Tiếp bên đây là em 2017 150c luôn, CBS giá là chỉ có 89 triệu thôi. Tại vì em này là lúc trước là thu được một cái giá rất là tốt, cho nên là bây giờ về là bán cái giá tốt cho mọi người sử dụng luôn nha. Đây là một cái em đặc biệt nhất của cửa hàng hiện nay. Thì em này là XH Việt Nam 2018 150 thắng ABS luôn. Thì trước đó là đã mua về là chủ trước người ta lên full cái áo Ý đó mọi người, là người ta gọi là XH Việt Nam giả Ý á, thì giá này là cực kỳ rẻ, chỉ có 95 triệu thôi nha. Còn em này là rất là đặc biệt luôn. Thì một số mẫu hiện tại là Thư giới thiệu cho mọi người biết tại cửa hàng 1, thì còn cửa hàng 2 nữa. Vừa rồi thì Thư đã giới thiệu cho mọi người một dòng những sản phẩm mà đang có mặt tại cửa hàng 1 rồi. Thì bây giờ mọi người có thắc mắc hoặc là có muốn biết thêm vấn đề gì nữa thì bây giờ cứ hỏi thì Thư sẽ giải đáp cho mọi người nha. Chị Thư ơi, hiện tại thì đang thực hiện chỉ thị 15 nên là một số khách hàng ở tỉnh khác không thể sang cửa hàng mình xem xe được, thì cửa hàng mình có hỗ trợ cho những khách hàng đó dễ dàng xem xe, chọn xe hơn không ta? Cái này thì mọi người yên tâm nha, Thư sẽ đang cửa hàng đang thúc đẩy một cái chương trình là bán hàng online và chốt hàng qua video, những video cụ thể chính xác nhất và đồng thời là giao xe tận nhà cho mọi người luôn nha. Mọi người cứ việc nhấc máy lên coi video, coi giá cả, chốt và bên mình sẽ tiến hành giao xe tận nhà luôn. Vậy còn với những khách hàng mà muốn mua trả góp thì có cách nào để làm online cho họ luôn không? Thì hồi lúc trước thì thật sự trả góp thì các bạn phải đến tới tận cửa hàng thì mình mới làm hồ sơ được. Nhưng mà bây giờ cửa hàng đã có cái chương trình trả góp online, thì chỉ cần là chứng minh nhân dân và một cái sim đăng ký chính chủ là mình đã có thể lên hồ sơ online và nhận xe tại nhà mà không cần phải đến cửa hàng.
kể cả ký hồ sơ online luôn, cửa hàng luôn, hỗ trợ tới tận nơi cho mọi người. Tại vì cái mùa dịch này á, mình đi tới lui nó rất là khó khăn, cho nên là ở cửa hàng Thư á, là tìm đủ mọi cách để có thể hỗ trợ cho mọi người một cách tốt nhất luôn á. Rồi, em cảm ơn chị Thư nha. Vậy những khách hàng nào qua đây tìm chị Thư thì có được ưu đãi gì không ta? Thôi bây giờ nhằm tri ân khách hàng á, thì mọi người á, có cần tham khảo những dòng xe nào ở đây thì cứ inbox hoặc là gọi cho Thư về cái số điện thoại phía dưới phần mô tả á, thì Thư sẽ giảm cho mọi người từ 500 tới 1 triệu tùy những sản phẩm nha. Nhưng mà với điều kiện là cứ gọi cho Thư đi, Thư sẽ tư vấn miễn phí nha mọi người. Rồi, em cảm ơn chị Thư. Số điện thoại của Thư mình sẽ để ở dưới phần mô tả cho các bạn nha. Chào.